nhóm phóng viên, cộng tác viên cưỡng đoạt 269 triệu đồng của doanh nghiệp lĩnh án. Bốn bị cáo trong vụ án gồm, Đinh Bảo Trung, Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 1984, chú Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Lê Đức Điệp sinh năm 1990, chú xã Thạch Mỹ, Lộc Hà và Phan Văn Minh sinh năm 1991, chú xã Thạch Châu, Lộc Hà. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Trung, Khánh, Điệp và Minh đều từng là phóng viên, cộng tác viên của một số báo, tạp chí nên có mối quan hệ quen biết với nhau. Khoảng 14 giờ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021, Trung Cùng Điệp và Minh đến huyện Lộc Hà, tìm kiếm các công trình đang thi công với mục đích chụp ảnh, quay video, viết bài đăng báo nhằm đe dọa, uy hiếp chiếm đoạt tiền của đơn vị thi công. Đến khu vực chợ mới, thị trấn Lộc Hà, phát hiện công trình đường cứu hộ, cứu nạn cho người dân các xã ven biển huyện Lộc Hà, do công ty cổ phần xây dựng Thăng Long thi công nhưng có dấu hiệu không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, vật liệu không rõ nguồn gốc nên Trung dùng điện thoại chụp ảnh, quay video 15 giờ cùng ngày, Trung gọi điện cho Khánh nói về công trình làm đường ở Lộc Hà có dấu hiệu vi phạm nên rủ Khánh cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khánh đồng ý và đến công trường để chụp ảnh, quay video. Trên đường về, Trung gửi hình ảnh đã chụp qua Zalo cho hai phó giám đốc công ty Thăng Long là anh PDH và anh PVB nhằm thông tin cho công ty Thăng Long biết và lo sợ phải đưa tiền cho Trung và Khánh. Ngày 6 tháng 5, sau khi bài viết Hà Tĩnh, đường cứu hộ cứu nạn hơn 60 tỷ đồng sử dụng vật liệu kém chất lượng được đăng trên tạp chí thời trang vàng, Khánh đã chia sẻ lên Facebook cá nhân của mình nhằm tạo sức ép với công ty Thăng Long. Khoảng 17 giờ ngày mùng 7 tháng 5 năm 2021, anh PVB hẹn gặp Đinh Bảo Trung tại khách sạn Xây Linh thành phố Hà Tĩnh. Sau khi nghe Trung nói sẽ còn có các bài kỳ sau và một số tờ báo khác đã đến xin bài để đăng, anh B lo sợ ảnh hưởng đến uy tín của công ty nên đã nhờ Trung gỡ bài và tác động đến các tờ báo khác. Trung đồng ý với yêu cầu anh B phải đưa 45 triệu đồng anh B đã thông báo nội dung sự việc với ông VDT là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thăng Long và ông T đồng ý đưa tiền cho Đinh Bảo Trung. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 5, ông VDT đến gặp Trung tại khách sạn Xây Linh và đưa 45 triệu đồng cho Trung, thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi cưỡng đoạt 45 triệu đồng của anh VDT, Đinh Bảo Trung và đồng bọn còn thực hiện 9 vụ cưỡng đoạt khác, với tổng số tiền 224 triệu đồng của 11 người. Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến ngày mùng 8, tháng 5 năm 2021, Trung và đồng bọn đã cưỡng đoạt 269 triệu đồng của 12 người là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp. Với vai trò là người cầm đầu, Đinh Bảo Trung đã tham gia cưỡng đoạt 10 vụ với tổng số tiền 269 triệu đồng, hưởng lợi hơn 103 triệu đồng. Khánh tham gia cưỡng đoạt 9 vụ với tổng số tiền 263 triệu đồng, hưởng lợi 83,5 triệu đồng. Điệp tham gia cưỡng đoạt 3 vụ với tổng số tiền 20 triệu đồng hưởng lợi 5,2 triệu đồng. Mình tham gia cưỡng đoạt hai vụ với tổng số tiền 10 triệu đồng, hưởng lợi 2,2 triệu đồng. Tại phiên xử, 11 trên 12 bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đinh Bảo Trung 48 tháng tù giam, Nguyễn Quốc Khánh 42 tháng tù giam, Lê Đức Điệp 9 tháng tù giam, và Phan Văn Minh 6 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản.